gửi sư. Tại mấy tháng nay rồi dịch bệnh con vô không được. Dạ sư, ngày chiều. Dạ dạ. Tiền đó của anh Tùng ở Hồng Ngự với con Hiền ở Hồng Bắc. Mà con đi đâu được. Dạ, cho con gửi. Dạ. Cho con gửi. Dạ. Dạ, dạ, di sư cho con gửi 1 triệu tiền của anh Tùng ở Hồng Ngự gửi cúng dường. Dạ. Tại chùa Ta Bà thì có anh Tùng ở Hồng Ngự gửi cho mình 5 triệu để mình cúng 5 ngôi chùa. Thì hôm nay mình ghé mình cúng chùa Ta Bà 1 triệu để tiếp sư xây dựng cây cầu lên chánh điện. Dạ con chào sư. Dạ mấy lâu nay sư cũng khỏe hả sư? Dạ. Lâu quá con mấy ba tháng mấy rồi con mới vô đây. Dạ 3 tháng mấy rồi, gần 4 tháng rồi. Hôm nay có anh Tùng ở Hồng Ngự á sư. Dạ gửi cho con 1 triệu để cúng dường chùa. Dạ. Dạ con xin gửi sư. Tại mấy tháng nay rồi dịch bệnh con vô không được, ảnh cũng gửi lâu lắm rồi. Dạ. Yeah. Hôm nay con mới vô đây được rồi con đem để cúng dường giùm ảnh. Mấy tháng nay chắc cũng không có khách đâu hả sư? Có, không có khách đâu. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi mỗi bữa cơm như mấy tháng dịch nay rồi mỗi bữa cơm vậy rồi. Bà con làm
Dạ, có bà con ở sớm ở đây lên đây làm hả sư? Dạ. Con nói không biết mấy tháng nay rồi bị dịch bệnh gì đó. Rồi không biết có bà con có lên đây nấu cơm cho ba vị sư ở trên chùa Tà Bạ ăn không? Dạ. Dạ. Đây là sư cả chùa Tà Bạ đó cả nhà. Thì hôm nay anh Tùng có gửi mình cúng dường á. Dạ. Vậy là ngôi chùa đó ông sư cả ông mất rồi sư mới đứng ra lãnh lập ngói luôn hả sư? Lập toàn. Dạ lập toàn. Dạ. Chừng nào mới làm lên sư? Thế là muốn mua sắt cái này này. Dạ. Cái này mua sắt. Dạ. Mua sắt cái còn đóng tay nữa. Dạ đoàn tay vậy là lập toàn lên cái rồi. Sắp xếp. Mua sắt rồi mà cho thợ lên lại. Dạ, dạ lên hàng. Rồi dạ. Cái chánh điện đó lúc trước con hỏi cái ông à cha đó ở trong chùa ông nói 7-8 năm rồi đó mà chưa xong. 12 năm. Dạ, vậy là 12 năm rồi. Hay là xây trước cái chánh điện cô sư đại nãy. Dạ. 1 năm. Dạ. Xong rồi 2011. Dạ. Thì nó 2010. Dạ. Ngày mới ở chùa Thành Tâm ngày hàng ngày hay ngày 11. Bởi vì con thấy ở trên cái nóc chưa có lợp mà nó bị đóng rong hết trơn. Dạ con xin phép sư con đi. Dạ dạ. Dạ chúc sư nhiều sức khỏe. Dạ.
bên ngôi chùa bên đó lợp ngói mới lại luôn à. Mấy thằng này bệnh dịch này thợ chứ không có làm. Dạ ở bên đó sửa lại cũng gần xong luôn đó hả chú? Ở bên đó sửa lại cũng gần xong luôn hả chú? Dạ. Nay ghé thăm chùa coi xong chưa? Dạ. Chưa. Dạ. Chùa chưa có an vị tượng Phật được á cả nhà, cho nên chưa có lót gạch. Tại vì gạch lót á là đợi an vị tượng Phật xong bị xe tải vô á, xe cần cẩu vô cẩu á, một xe nâng gì đó vô nâng tượng Phật lên để an vị ở trên đó rồi á mới lót gạch được. Và tượng Phật bên đó để cho sư cúng dùng cơm á, còn chính giữa này là chánh điện chính giữa. Bên đây mấy ông thợ sửa cái căn bên đây nè. Bên đây cũng lợp ngói mới lại luôn cả nhà. Mấy ông đang dán gạch tường. Đây là căn ở sau. Mấy ông đục gì nè, đặng tráng hồ vô cho dính đó chú hai. Rồi bắt đầu mới dán gạch lên. Mấy ông làm cái này cũng như cái nhà bếp vậy. Này là bên bên hông chùa. Mưa rồi. Mưa rồi. Đợi. Dạ con chào sư. Dạ. Dạ sư cả đang làm trên. Dạ. Dạ. Hôm nay đi vô đây được hả? Ghé thăm chùa với sư luôn. Dạ. Dạ. Đi đâu vậy? Dạ ngoài vô đây từ sáng giờ đi cúng chùa không à? Dạ. Dạ. Cái này là dạ thiếu thôi. Mình tiêu xi măng xanh đi mình thiếu. Dạ. Bây giờ mua được chứ không có gì cả trong tuần tăng. À cái đó à so cái đó bên đây giờ tiền khác so cái khác nữa. Tiền xi măng. Trăm mấy chục triệu hả sư? Dạ, trăm mấy. 152.472.000. 52, 59. Dạ, 59, 59. Dạ, 59. Ồ, 159 triệu. Dạ. Trả được nhiêu nhiêu rồi? Trả được. Mình trả được nó sẽ sắp luôn nha, sẽ. Chịu. Nó sẽ sắp luôn. À, giờ bàn cảm nó cần thuê khắc, xong cái khắc nhé. À, nó xong khắc, xong khắc. Biết bao nhiêu bao xi măng sắt dưới xi măng mua phần dưới à. Dạ. Thêm mua thêm trả chút
sắt với xi măng với cái này sắt 60 gì. Này mua sao đây, này mua làm bằng sao. Dạ, yeah. Sắt 10. Hồi ngày 14 tháng 7. Bữa nay 3 tháng mấy rồi. Tháng 11 rồi. Dạ, yeah, bữa nay tháng 10 hay bữa nay ngày 23 tháng 11. Chứ ngày 3 tháng 10. Tháng 10, ngày 3 tháng 10. Tháng mấy á? Mới 14 mà tới còn 9 ngày nữa mới được 3 tháng. Này mới 14 tháng 7 à. Người ta cung đổi á, đổi trả đó. Mà chưa có. Ý quên. 3 tháng mấy chứ? 3 tháng 9 ngày rồi. Dạ, yeah, 3 tháng 9 ngày. Này mua thiếu khúc ghi cộng vô vậy nhé. Dạ. Mà lấy 3-4 triệu, 10 triệu hết lấu và cộng vô nữa nhé. Dạ. Như mua lần 10 triệu, 3-4 triệu này kia với cộng dồn lại hết. Dạ. Dạ. Thì là có tiền nhiều chờ người ta phân 10 triệu, 20 triệu nữa, đưa nhiều lắm á. Dạ. Màu luôn 159 triệu, quá dạ. Chứ. Còn thiếu cũng nhiều, trước là bên kia đó cũng mua cây á. Dạ. Ta cứ chùa Mỹ Á đó, dạ. 40 triệu nữa. Dạ. Chờ được 20 nữa, còn 20 nữa. Dạ. Ồ, xây một cái sala gì là cũng mấy tỷ hả? Dạ, tại sửa qua bên kia nữa. Ừ. Theo như tổng cộng mình tính xương là khoảng bao nhiêu tỷ? Dạ, gói cũng mua thêm nữa, gói bên kia. Dạ. Thao tối là trước, tối dạ. Tối bây giờ để gói. Cái anh chúc tốn tiền. Cũng còn vô là nhiều. Dạ. Yeah. Mà bên ngày rằm ngày 15 trường viên qua Phật Sinh Tử được 3-4 triệu trả cho thợ không nữa. Dạ. Trả cho thợ làm. Hôm nay con đến trước thì thăm sư với con thăm chùa. Dạ. Rồi có nhà Phật tử ở Hồng Ngự, anh đó tên Tùng. Dạ. Gửi cúng dường 1 triệu. Dạ. Với chị Hiền Hàn Quốc gửi cúng dường 1 triệu. Dạ, là 2 triệu đấy trao cho sư. Tiền đó của anh Tùng ở Hồng Ngự với con Hiền ở Hàn Quốc. Ở Mỹ. Dạ, ở Hàn Quốc. Hàn Quốc với ở đâu nữa? Dạ, ở Hồng Ngự. Hồng Ngự. Dạ. Hồng Ngự lệnh mới giữ tôi chưa con. Hồng Ngự ở bên Đồng Tháp. Ồ, ngang Tân Châu á chứ. Ừ. Tân Châu đi qua. Ồ, ở nước Việt Nam mình đâu ở nước ngoài đó. Anh Tùng đó thì ở. Anh Tùng thì ở bên Tân Châu đi qua bên kia là Hồng Ngự, qua sông là Hồng Ngự. Yeah. Còn cái cô Hiền ở Hàn Quốc. Hàn Quốc nó cũng đây đã. Gửi cho con lâu lắm rồi. Yeah. Mà tại vì bên dịch á. Yeah. Đi không được. Bây giờ đi nó được. Anh Tùng đó anh gửi cúng tới 5 ngôi chùa. Yeah. Yeah, mỗi ngôi chùa 1 triệu. Mà chưa mấy ngôi chùa trên tỉnh biên đi chưa được.
còn chùa lá tính cúng chùa lá, mà chùa lá giờ bị dịch bệnh, bữa nay bị nè, mới bị bữa nay rồi cũng không có đi được luôn. Đi cùng dưỡng xong, từ xin xin chúc gia đình của anh dạ yeah. À, anh Tùng dạ, với Tùng. Với cô Hiền. Dạ, anh Tùng với cô Hiền ở ở bên Hàn Quốc. Dạ, Hàn Quốc với ở bên Hồng Ngự, anh Tùng Hồng Ngự. Dạ. Là có tâm cung dường để cho các cư xây tiếng Bali gọi là sala, còn tiếng Việt Nam vẫn gọi là chỗ các cư tổ chức làm lễ dân y cá các chín và là làm lễ nghi thức cầu viện cầu siêu phổ an gì đó. Dạ. Chùa cũng đang hoạt động, đang phát đi, cùng đang thiêu thống với quan được cung dưỡng, cùng đợi một chút cùng được giúp như mình trả cho thợ gì đó. Dạ. Với từ cầu viện thứ ba cho chức kiên chùa Nam Di Trên xin chúc thờ hương và cao hộ cho gia đình của các Phật tử đã cung dưỡng cho chùa hôm nay được thực tương được bốn pháp của Đức Phật trong lâu tạch tốt ăn vui sức mạnh. Nếu Phật tử mua nghĩa được thành chủ viên mạng, nó mua bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì cùng cầu phúc bao cho chú ý chú dạ năm chú năm á dạ chú năm vợ dạ vợ tên gì vợ dạ tên Bích thôi chú năm tên Bích á dạ dạ cùng gia đình chú năm đi con Bích có lòng tốt để gan đem vật dụng và tiện cũng dựng chùa sư cùng cầu nguyện thứ bao này cho gia đình được bình an làm việc gì cũng được thành công, các con cháu được hạnh phúc. Dạ dạ dạ. Cảm ơn sư. Hồi sáng con đi chốt cho qua là nói mừng quá mừng luôn, bị mấy tháng đi vô đây không được. Điện rồi này kia hỏi thăm sư mà không dám điện. sư nó cũng ít nói chuyện đó. Yeah. Nhiều sư cả thay người ta nói chuyện nhiều rồi sư là không ít nói chuyện lắm. Yeah. ít nói chuyện. Yeah, cùng tiên nghiệp mình ông cũng ít biết. Yeah. Cho nên không dám nói nhiều. Hôm nay sư làm ở chánh cái gì sư? Sư thuốc dạ, sơn dặn bên kia. Dạ. Sơn cái màu vàng giống vậy thôi sư. Dạ. Quá rộng luôn, sửa luôn cái căn bên kia, cái kết hợp lại rộng hết. Nó tao ra hết để nóc. Hay tốn nó bay ra hết đó. Dạ. Để con rồng mới đề nghị hết mới hết đó. Cái lúc lạp ngói được là lên là em thấy mừng. Mưa hết giọt. Cái lúc đầu trống lỏng rong đóng hết trơn. Dạ. Để lâu cũng bị hư nữa. Dạ dạ. Dạ. Trước khi ăn. Dạ. Là nãy là cô Phật tử ở thành phố người ta cho thứ trọng lắm. Dạ. Nếu Phật tử nào cẩn thì lấy. Ủa cái lá này nó đâm xuống đất luôn hả vậy? Dạ. Chú Nam Cẩn thì lấy một cây phía trọng. Ồ cái lá này nó đâm xuống rồi nó lên luôn nè sư. Dạ lên luôn. Nó ngộ hen. Lúc tự cho là người ta cho lá thứ một.
một dĩ ba vậy đó. Sư trọng từ nó lớn. Dạ. Vậy là mình bị bao tử, mình lấy cái lá này mình nhai hả sư? Dạ, nhai bơi thêm mui cục cục mình đó. Dạ. Chút đi. Trước khi ăn khoảng 30 phút gì đó. Mình ăn xong mình ăn cơm ăn thằng gì đó. Dạ, vậy là mình nhai trước rồi mình mới ăn cơm. Dạ. Dạ. Ăn hai một ngày là hai lần tan chịu. Dạ. Ăn trước khi ăn. Còn cây nãy bữa ăn lúc người ta nói là bên Thái là người ta chữa bệnh COVID đó Phật tử. Dạ, cái cây là sư nhiều lắm luôn. Nó đắng dữ lắm. Dạ sư đắng lắm mày. Cây tự nhiên quên tên thuốc. Cây dạ. Tự nhiên cái gì quên à. Ở các nhà ở nước ngoài, ở bên Thái, người ta dùng cái cây xuyên tâm liên này, người ta cũng trị bệnh COVID. Cây này là kêu cây gì sư? Còn tiên Việt Nam chưa không biết gọi. giống cái cây sống đời quá, mà cái cây sống đời lá tròn này lá già. Chúc cho con xin một lá về trồng. Lấy một khúc nữa đi. Dạ. Một khúc trồng ở nhà đi. Biết bà con nào tao bơ tự dưới đó cho. Dạ. Có ai bị bệnh bao tử chị? Buổi sáng một lá, buổi chiều một lá đi. Dạ. Tiếng gì không biết kêu cây gì? Còn cây này nếu con gì con rít con gì cắn đó mình. Dạ. Mình đắp vô muối mình đắp. Dạ, cây này đó hả sư? Dạ, con gì cắn đau như vậy đó mình đâm với muối mình đắp đó. Dạ, như rít cắn với đồ kẹp bị nhức hả sư? Bị nhức mình đâm với muối. Dạ, mình lấy luôn cái thân cây lá rồi mình đâm hả sư? Đâm với muối cái rồi mình đắp lên. Dạ. Chú năm con cần trồng đó thì lấy một cây trồng đi vậy. Dạ, mình bẻ ngang gì mình về mình trồng lên hết. Dạ. Dạ. Dạ, găm xuống đất hay sống. Dạ. Dễ trồng. Đây là cây ngại rắn đó. Ngại chị rắn cắn đó. Dạ. Người ta sư xài chứ con không biết xài đâu. Người ta băng buông gì đó chọn cho. Dạ, cái ngải phát tài. Dạ. Sư trồng thuốc không à? Dạ. Cây này là cây ngà voi nè sư. Cái cây này nè ai bị lên máu á. Cái sư bẻ một đoạn vậy nè. Dạ, khoảng chừng nhiêu vậy ha. Cái sư lột cái vỏ xanh ở ngoài. Lấy cái ruột trong ở trong á. Cái mình nhai là chút xíu hạ máu rồi. Nó chỉ là để bình máu chứ không lên không xuống. Ôi cái bụi nó bự kìa. Sư ở đây chị gắn cắn hay lắm cả nhà. Ai bị gắn cắn thì lên sư chị là hết liền. Nặng là khoảng chừng từng lễ là hết.
tiền của anh Tùng ở Hồng Ngự cả nhà. Gửi cho mình 5 triệu để cúng 5 ngôi chùa. Ngôi chùa này là ngôi chùa thứ 3. Chùa này chùa là tên gọi là Ba Xoài. Chùa cũng chuẩn bị xây chánh điện nè. Đợi cho hết dịch bệnh rồi đầu sư làm. Giờ mua đá đang làm móng á. Còn này với hổm cũng có mạnh thường quân giúp cho sư hết hai mấy triệu. Người sư bù vô với nhà hảo tâm rồi đã giúp thêm nhiều lắm. Thằng cất cái nhà khách nè. Chỗ này là để tiếp khách với phát quà. Quá mát. Bên đây sư xây cái bồn nước. Xây cái bồn nước. Đã xong rồi đó cả nhà. Tại vì ở trong này sư mướn là khoan giếng mà không có nước. Khoan ba chỗ mà không có nước. Cho nên sư vô nước máy rồi ngoài bơm vô đây. Với lại chắc sư xài nước mưa đúng không? Sư hướng nước mưa xuống nè cả nhà. Nước mưa ở trên đó đó. Đi xuống rồi đường ống này nè. Đi xuống dưới ấy luôn. Dạ thưa sư, hôm nay con đến đây để con trao 1 triệu của anh Tùng á. Ở Hồng Ngự gửi cúng giường chùa. Dạ. Anh Tùng ở Hồng Ngự. Anh Tùng hả? Dạ. Anh nói anh tên Tùng để chữ Tùng Hồng Ngự được rồi. Hồng Ngự ở bên Đồng Tháp đây hả? Dạ, dạ, dạ. Anh gửi lâu lắm rồi mà con đi đâu được. Dạ, cho con gửi. Thì xin cảm ơn anh Tùng. Dạ. Gửi một cầu tiền 1 triệu thì cúng dường chùa Ba Xài. Mà sư xin chúc cho anh được dồi dào sức khỏe, vạn sư bình an. Thành công trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Anh thấy con đi hay đi cúng dường chùa này chùa nọ. Rồi ảnh cũng kiếm chút phước cho nên gửi tiền đi kia nói con đi cúng giùm. Ảnh gửi 5 triệu để đi cúng 5 ngôi chùa. Dạ. Con người ở Đồng Tháp nữa. Dạ ở Đồng Tháp. Ngang Tân Châu á. Dạ. Con đi một lần nó gần vậy. Dạ. Đường đó đi lên Campuchia được luôn á, lên cửa khẩu Thường Phước. Dạ. Sư cất cái máy này ra cái chỗ này mát hết nước mát à. Mà nó không có nóng nữa. Thì nó có gió đó anh. Dạ. Bây giờ làm xong hết trơn rồi. Làm gì sao? Chừng nữa xây chánh điện rồi cái khóa cái nhà cũ đó. Dạ, nhà cũ đó bỏ. Dạ. Mà cắt chánh điện xong mới đập cái đó anh. Dạ, chánh điện xong mới đập. Dạ, dạ đây xi măng, đây sắt gì đó. Dạ. Sư thiết kế làm mấy chỗ này đẹp quá. Dạ. Dạ. Yeah. Thì hết dịch này thì chút nữa lên phát quà. Dạ. Yeah. Dạ lên phát quà chùa sư á. Mà bây giờ cho nó hết dịch chút, mấy đường người ta đi được á. Dạ. Yeah. Lên phát quà nữa cho các nhà nghèo đó. Dạ. Yeah. Mình sắp thì
Dạ, vậy là những nhà hảo tâm phát quà là ở Sài Gòn hả sư? Dạ. Tới chùa Gồ.